bài hát của các em. Tác giả Lê Anh Đông đã sáng tác bài hát Tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi. Đó là một bài hát rất là cảm động, đã nói lên tình yêu Thiên Chúa dành cho ông. Tình yêu Thiên Chúa đã đến cho anh và tôi một tình yêu mãi không phai tàn. Tình yêu Chúa quá lớn, nào ai bí sánh. Bởi cớ yêu thương tôi, Ngài đã đến đây vì tôi. Bài hát này sẽ do ca sĩ Hồng Linh trình bày với hội thánh sau đây. Xin mời. Hồng Linh xin kính chào quý mục sư cùng quý phu nhân cùng thư tín hữu có mặt buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa quý vị đã đến đông đủ để nhận lời mời của Hội Thánh buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa.